Kính chào quý bà con đang theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2021 thì kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật giá mít Thái đến quý bà con. Thì thưa quý bà con, giá mít hôm nay thì cũng không có biến động gì so với những ngày qua, giá vẫn đang nằm ở mức rất thấp. Thì giá như thế nào kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật cho quý bà con như vậy. Giá tương đương với mít loại 1, loại 2 và mít bi nha bà con nha. Và cũng xin được nhắc lại là tình hình giá thấp cho nên là cách phân loại mít vô cùng khó khăn. Thì hầu hết là mít không có đạt mít nhất, mít nhì đâu mà sẽ rớt xuống mít bi, mít kem. Rồi, kênh xin được báo giá cụ thể ngày hôm nay như sau. Ở Tiền Giang là 11.000, 6.000 và 4.000. Ở Đồng Tháp, An Giang là 10.000, 5.000 và 3.000. Ở Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long là 9.000, 5.000 và 2.000. Còn ở Long An là 10.000, 5.000 và 3.000 đồng. Đó, thì giá là hôm nay nó như vậy. Thì cũng xin được thông tin đến quý bà con. Quý bà con cũng lưu ý là giá còn có thể thấp hơn 1-2 ngàn đồng nữa, tùy dựa, tùy lái, tùy vườn nữa với quý bà con ơi. Đó thì cũng là một cái điều rất là đáng buồn. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải cứ hy vọng thôi. Thì tình hình sắp tới, khi mà qua cái mùa trái cây nhiệt đới rộ, thì là giá mít cũng có thể là sẽ tăng trở lại. Nhưng mà nếu mà tăng quá cao so với thời hoàng kim của nó thì thực sự là cũng rất là khó. Thì thôi, chúng ta cùng chờ đợi nha quý bà con nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.